Chào các em, hôm nay chúng ta học phần 5, bài 3, giáo trình đường đến nước Nga quyển 2. Trong phần bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học ý nghĩa của cách 2, phần tiếp theo. Ý nghĩa cách 2 trong phần ngày hôm nay đó là sự thiếu vắng hoặc là không có cái gì đó à, thể hiện qua từ nhất là dành cho hiện tại, nhébler là quá khứ và nhébudit dành cho tương lai. Có nghĩa là ở đây chúng ta đã gặp ở trong những phần trước sau từ nhất chúng ta phải sử dụng danh từ ở cách 2 đi kèm với danh từ đó là đại từ và tính từ trả lời cho câu hỏi kako và Chúng ta xem cái bảng này một chút nhé. Ukavo kagda gde có thể là ở trong câu sẽ có thể dùng ba cái thành phần câu ukavo là ai đó không có cái gì, khi nào không có cái gì và gde ở đâu không có cái gì. Thế vì à, cái tập hợp không có cái gì đó sẽ sử dụng thể hiện bằng ba từ nhét là ở hiện tại bừa là ở trong quá khứ và bút là ở trong tương lai và sau cái tập hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng danh từ ở cách hai bây giờ chúng ta sẽ xem phần tiếp theo người ta giải nghĩa cho chúng ta ukavo ừ, yes ai có cái gì Gdzie bung bula ở đâu có cái gì và когда будет và khi nào thì xảy ra cái gì đó thì ở đây chúng ta nhìn thấy đây là một dạng à, câu mà nó có tính khẳng định có nghĩa là có cái gì đó vẫn sử dụng là có cái gì đó thế và đối lập đây chúng ta nhìn thấy mũi tên lại đối lập với nó đối lập với nó thì là dùng nhét nhé, và nhé tức là không có à ở ai không có cái gì ở đâu à, không có cái gì và khi nào thì không có cái gì thì ở đây là khẳng định ở đây là phủ định và nó khác biệt là gì khác biệt là nếu mà ở khẳng định thì trả lời câu hỏi là kto và sto cái gì có ở đây là có mà cái gì có và có chuyện gì thế còn ở đây là không có thì không có ai và không có chuyện gì thì cái ai và, và chuyện gì đó nó không phải là kto sto mà nó là, là kavo chevo có nghĩa là nó ở cách 2. Và nếu mà à, tính từ đi cùng với nó thì sẽ trả lời cho câu hỏi ca cổ hoặc là đại từ xác định cũng trả lời cho câu hỏi ca cổ và ca cổi. Ca là dành cho danh từ giống đực và giống chung và ca là dành cho danh từ giống cái. Chúng ta lưu ý là danh từ giống đực và giống chung là trả lời cho câu hỏi ca hoặc là ca cổ Thế còn danh từ giống cái thì ở đây chúng ta trả lời cho câu hỏi ca Ví dụ, ở đây là người ta ví dụ cho chúng ta nhìn thấy này. Umi nhà, yes, budget hoặc là bơm bơ à. Tại sao lại cũng là một câu u mi nhà mà lại có đến mấy cái trường hợp này? Có nghĩa là đây là thì hiện tại này, đây là thì tương lai này và đây là thì quá khứ. Đó, đó là những cái khả năng mà chúng ta có thể à, có thể phải nói, à, có thể nói được là ở trong hiện tại này, trong quá khứ này và trong tương lai này. Đó, đấy. Umi nhà есть близкий друг. Tôi có một người bạn thân. Hoặc là là giống được hoặc là giống cái. У меня есть близкая подруга. Tôi có một người bạn gái thân. Đúng không? Giống hết nhau thôi, chả khác cái gì cả. Bởi vì sao? Đằng sau cái yes này, sau cái будет này, sau cái bương này nó dùng ở cách một. Nhớ nhé, ở cách một. Đó. Thế nhưng mà trong trường hợp ngược lại, khi mà không có thì sao? Không có thì nó sẽ dùng ở cách hai vậy thì lúc đó trong trường hợp như thế thì người ta sẽ nói Umiya Niet Druga tôi không có người bạn thân hoặc là Umiya Niet Belisker tôi không có bạn gái thân đấy là hiện tại quá khứ thì sao trong quá khứ tôi không có nha Niet Belisker druga, trong quá quá khứ tôi không có là người bạn trai thân hoặc là người bạn gái thân hoặc là trong tương lai của tôi là Niebudit là không có Umiya Niebudit "bleeske hoặc là "bleeske ở trong tương lai là tôi sẽ không có người bạn trai thân hoặc người bạn gái thân. Bây giờ thì tôi có hoặc là trong quá khứ tôi có nhưng mà trong tương lai tôi không có. thì lúc đó chúng ta phải sử dụng sử dụng cái cấu trúc là "niebu't". đó, đó là đây ba cái này là ba thời thể hiện cái thời của cái từ này "nhết" này, "niebu't" này, này và "niebu't". đó. tiếp theo chúng ta sẽ xem cái mẫu câu này, mẫu câu này và cái mẫu câu này nó khác cái mẫu câu này ở chỗ nào? nó cũng giống hệt như vậy nhưng chẳng qua đây nó nói là tôi không có này thế còn ở đây thì nó nói là ở trong thành phố của tôi nó không có Ở đây là tôi không có nhé umi nhỉ thế còn đây là ở trong thành phố của tôi nó không nó có này nó có cái gì đó và ở trong thành phố của tôi nó không có cái gì đó đúng không ạ thế còn ở đây thì nó khác cái này là cái gì ở đây nó nói là về thời gian đây là nó nói về địa điểm ở trong thành phố của tôi thế còn ở đây nó nói về trong năm nay trong năm nay à đây cũng trong năm nay đúng không ạ đó thì cũng tương tự như vậy thôi à ở trong thành phố thì có này à có này hoặc là sẽ có này hoặc là à, đã có rồi à, Atkurtibasin basin là một bể bơi ngoài trời này à, Muskanskola Muskanskola có nghĩa là trường âm nhạc này Nazemne metro là đường metro ở trên cạn ở trên uh, trên mặt đất đấy Nazemne metro thông thường chúng ta hiểu metro nó ở dưới dưới ngầm ở dưới đất đúng không ạ? Thế nhưng mà có những chỗ mà nó chạy lên trên mặt đất, ví dụ ở Moscow có đoạn nó chạy lên trên sông. À, đi qua sông ấy thì cái đoạn đó là nó chạy lên bên trên đúng không ạ? Đó, hoặc là ở Kiev chẳng hạn là có một đoạn nó chạy lên bên trên. Đó thì như vậy là người ta gọi là lúc đó người ta gọi là, là Nazemny này metro. À, metro nhưng mà nó chạy trên mặt đất. À, là gì? открыт là mở đúng không ạ? Mở. Nhưng mà cái tập hợp từ từ basin có nghĩa là à, basin tức là cái bể bơi mà à, bể bơi ở ngoài trời, tức là ngoài gọi ngoài trời tức là nó không phải ở trong nhà à, à, nếu mà ra thì gọi là bể bơi trong nhà đúng không ạ đó đó là những cái khái niệm về cái tờ hợp từ thế vậy thì ở thành phố của chúng tôi có này adkriti basin hoặc là ở thành phố tôi bương adkriti basin à có à, ở thành phố của chúng tôi là trước đây là có cái bể bơi ngoài trời nhưng bây giờ thì hết rồi ví dụ thế vnashe vgorde Bula Musica Nescola ở ở thành phố chúng tôi thì có một trường trường nhạc, trường dạy nhạc, trường âm nhạc, trường học sinh học từ lớp 1 lớp 12 nhưng mà học kèm môn âm nhạc chính khóa đúng không ạ? Đó, gọi là school, uh, Musica Nescola. Đó. Bula có trước đây thì có, no nhỉ, nhưng bây giờ không có đúng không ạ? Đó. Hoặc là Vnasimkuroji есть ở thành phố của chúng tôi có yes có nghĩa là có hiện nay vẫn đang có đúng không ạ thế còn nếu nói vừa nãy xem ở thành phố của chúng tôi là sẽ có sẽ có trường âm nhạc nhưng mà hiện nay có không hoặc hiện nay chưa có no, no. Budit nhưng sẽ có vậy thì cái cách sử dụng hoặc là yes hoặc là budit hoặc là bương bơ 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 là khi nào khi mà dùng với danh từ giống giống chung metro là danh từ giống chung vừa nãy xem có gì bơ metro ở thành phố của chúng tôi thì trước đây là có cái đường metro ở trên cạn hay là trên mặt đất đúng không ạ à chất dây bối nhiệt bây giờ thì không có người ta người ta cho chui hết xuống chui hết xuống đất rồi đúng không ạ đó ví dụ thế thế vậy thì đây là có có thì khi mà nó có dù là nó có ở trong tương lai hoặc là ở trong quá khứ hoặc là trong hiện tại thì đều dùng ở cách một danh từ đấy ở cách một và tính từ đấy cũng ở cách một đúng không ạ đó tính từ đi cùng ở cách một không biến đổi gì cả giữ nguyên đó. thế nhưng mà khi mà nói nhét là không có không có trong hiện tại không có trong quá khứ và không có trong tương lai thì lúc đó là phải chuyển nó sang cách hai đó Gordje à akritové hoặc là в nebude na -metro. Vân, vân thì tất cả những cái tập hợp này đều phải chuyển sang cách hai đúng không ai à, chúng ta xem ví dụ thứ ba đây là gì nó cũng vậy thôi Tương tự như vậy chẳng qua tôi giải thích ý nghĩa của các từ cho các em xem thôi Còn ở đây nó chỉ khác là gì? Đây là nó dùng chỉ thời gian Vết tâm đủ là trong năm nay Trong năm nay Đúng không ạ? Trong năm nay Thế là à, sẽ có à, Đã có à, Đã có rồi đúng không ạ? Vết tâm ra đủ Festival Festival là liên hoan Liên hoan à, Một cuộc liên hoan thanh niên gì đó Đó à, Nói chung festival là một cuộc liên hoan Thanh niên của gặp mặt, của gặp mặt của thanh niên. Zimnya Olimpiada là hội thi Olympic mùa đông ở Budapest. Zimnya Olimpiada hoặc là в đủ bữa была Zimnya Olimpiada là trong năm nay là đã có hội thi Olympic mùa đông rồi nếu dùng bương à, hoặc bữa là đúng ạ. Thế nhưng mà khi chuyển sang là không có nhé не hoặc là не Không có hoặc là cũng chưa có thì chúng ta sẽ phải chuyển sang cái này cách hai mà là festival фестиваля hoặc là dím Olympiad đó hy vọng như vậy cho đến thời điểm này thì chúng ta đã hiểu là cái ý nghĩa của cái việc sử dụng cách hai với cái ý nghĩa từ là asus thì là cái vắng thiếu thì chúng ta hiểu rằng là khi mà chúng ta sử dụng cái tập tập hợp vắng thiếu bằng cái cách là sử dụng nhét nhé bơ là nhé bù được thì chúng ta phải chuyển cái uh, tập hợp danh từ mà những cái gì mà không có đó ở sang cách hai đây là sang cách hai đúng không ạ ở đây chúng ta đang học là cái hai số ít cho nên chúng ta chuyển nó sang cái hai số ít. Sau này chúng ta còn học cái hai số nhiều nữa thì chúng ta phải chuyển nó sang cái hai số nhiều. À, cái cách chuyển như thế nào sau này chúng ta học chúng ta sẽ biết và chúng ta không cần phải tham khảo trước chúng ta học cái gì người ta cho chúng ta thì chúng ta học đó cứ dần 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 lần lượt thì chúng ta sẽ học được hết đừng có vội chạy trước bài 7 của chúng ta chỉ hãy đọc những cái thông báo, скажите, что вы узнали. Và hãy nói xem là các bạn đã biết gì? Какие informasi вы можете добавить? Và các bạn có thể thêm, добавить là thêm. À, thêm, thêm được những cái thông tin gì? Chiều vô như là ở thế À, cái gì mà không có ở trong thế kỷ thứ 19? Ờ, Di Vietnat sate. Đây là 19 đúng không ạ? Thế kỷ 19 là Di Vietnat việc là. Ở trong thế kỷ 19 sẽ đọc là Vô Di Vietnat sate veke là à, và cái hỏi cái gì có trong thế kỷ 19 sto thế ở đây người ta hỏi cái gì không có chia vô nhẹ bừa à đúng không ạ nếu chúng ta hỏi cái gì có cái gì ở trong thế kỷ 19 thì người ta sẽ nói là sto bừa thế còn cái gì không có người ta sẽ hỏi là chia vô nhẹ bừa à các em thấy cái từ sto nó biến thành cách hai là chia vô chia vô vậy thì chúng ta hiểu rằng là khi đi với cái gì đó asus về tức là không có không có đấy Nhê hoặc là nhê thì chúng ta phải sử dụng không phải là store mà phải là chia vô đúng không ạ ngày mai không có cái gì chia vô nhi bùi ngày mai dapter không có nhi bùi chia không có cái gì chia vô đúng không ạ đó thì khi mà chúng ta sẽ nói nhiều nó sẽ quen thôi thế còn nếu như chúng ta là người việt nam khi mà học tiếng nga lần đầu tiên thì chúng ta muốn nói là cái gì không có vào ngày mai chắc chắn chúng ta sẽ nói là store rồi đúng không ạ à trong tiếng nga nó phải là cách hai phải là chia vô nhớ nhé chia vô nhiều bữa chia vô nhiều bữa чего нет, nhất chia đúng không ạ đó еще совсем недавно в мире было мобильного телефона не было мобильного телефона cách đây hoàn toàn không lâu еще совсем недавно là cách đây hoàn toàn không lâu в мире là ở trên thế giới в мире ở trên thế giới не было мобильного телефона hoàn toàn là chưa có не было là chưa có điện thoại di động, mobile telephone, personal computer, personal computer, có nghĩa là uh, máy tính cá nhân, y electronic post và cái gì nữa đây là thư hòm thư điện tử đúng không ạ? À, thư điện tử chúng ta gọi thư điện tử. À, cái câu này của chúng ta là gì? Chúng ta phải đọc nhuyễn nhuyễn nhá. Еще недавно, еще совсем недавно в мире не было мобильного телефона, персонального компьютера, и электронной почты và электронной почты. Đó, chúng ta phải nói nhuần nhuyễn, đọc nhiều lần mới nhé. À, thì giáo thì nhắm mắt cũng đọc được đúng không ạ? Muốn như thế thì các em hãy đọc lấy 4 lần, 5 lần, 6 lần, 10 lần đến khi mà các em nhắm mắt lại các em vẫn nói được đúng không ạ? Đó. На кинофестивале в Сочи ở trong liên hoan phim ở thành phố Sochi не известного режиссера à không có không có mặt à, nhà đạo diễn nổi tiếng и молодой талантливой актрисы из Италии. Và cô nghệ sĩ uh, trẻ tuổi đầy tài năng từ uh, Italia đến. À thì vậy thì ở đây người ta cho chúng ta thông tin gì nào? Là ở cái việc cuộc liên hoan phim ở thành phố Sochi là không có cái ông đạo diễn nổi tiếng này với lại cái cô nghệ sĩ uh, nổi tiếng trẻ tuổi uh, cùng đến từ thành phố Italy. À chúng ta nói lại nhé. Nakina festival Sochi.

À, что у вас нет этих предметов. Và hãy nói rằng là các bạn không có những cái đồ vật này. Задайте свои вопросы друзьям. Скажите, что вы узнали. Và hãy đặt câu hỏi cho các bạn. Hãy nói xem là các bạn biết được gì. À, như vậy cái câu này là gì nào? Скажите, что? Hãy nói rằng. Скажите, что? Hãy nói rằng. У вас нет этих предметов. Rằng là các bạn không có những cái đồ vật này. Vậy thì có nghĩa là người ta ở đây cho khẳng định. Và chúng ta phải trả lời phủ định. У вас есть лишний билет? У вас есть лишний билет? Как бы У меня нет лишнего билета. À, chúng ta nói là gì? У меня нет. Да не того есть, чем нет. Нет. Và, à, đây, лишнего билета. У вас есть красная ручка? У меня нет красной ручки. У тебя есть чистая четрадь. У меня нет чистой четради. У тебя есть большой словарь. У меня нет большого словаря. У вас есть мобильный телефон. У меня нет мобильного телефона. Да, дорогие, как мы ч ⁇ м-то чалоизина? Ч ⁇ лои фурич заняла чем-то Thế bây giờ chúng ta cần phải hỏi những người bạn của mình. Và sau đó thì Và sau đó thì là chúng ta cần phải trả lời là chúng ta đã biết được điều gì? À biết được điều gì nào? À chúng ta hỏi bạn nào. À hỏi bạn là một bạn nào đấy thì chúng ta phải trả lời, sau đó chúng ta kể lại, kể lại. Tức là đây đây là câu là uh, là câu trực tiếp. Chúng ta phải chuyển nó sang câu gián tiếp để mô tả lại đúng không ạ? Я спросил у Андрея, hoặc là я спросил Андрея, есть ли у него лишний билет. À, tôi hỏi Андрей rằng là anh ấy có thừa vé không, có vé thừa không. И он сказал что у него нет лишнего билета. Và anh ấy nói rằng anh ấy không có vé thừa. Đó là cái cách cách mà chúng ta cần phải kể lại. Nhưng mà thầy ra nói luôn các em nhé, là cái này các em không cần đâu tức là nói này là tức là để cho các em động não các em sẽ vò đầu bứt tai để các em có thể mô tả lại nó hơi khó một chút đúng không ạ đối với các em trình độ có thể là hơi khó một chút nếu như các em có thời gian và các em có đủ kiên trì thì các em cứ cố gắng kể cũng được thế còn không có thì chúng ta chẳng cần đâu chúng ta chỉ cần học những cái câu ngắn 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 này sau đó thì tự dừng các em sẽ giỏi lên sau này các em sẽ giỏi lên chẳng cần phải phải cố gắng làm cái gì cả chẳng cần căng não để làm những cái bài bài theo cái yêu cầu của người ta một cách quá đúng như thế đúng không ạ? Bây giờ chúng ta xem phần B ra konchit chiprylozhenie. Za konchit, za konchit Hãy kết thúc cái câu. Скажите, что на этом месте или в это время не À phải, hãy nói xem là ở cái chỗ này hoặc là vào cái thời gian này không có cái gì. Ở à, đây lúc nãy thì là ukavo, đúng không ạ? Bây giờ chắc là nói về thời gian và nói về điểm gde và kagda đúng không ạ? Не будет этих объектов или событий, а không có, không có những cái đối tượng này hoặc là những cái sự kiện này. Sabutchiya là sự kiện, sabutchiye, subutchiya là sự kiện. Abek là một cái đối tượng nào đó. Ví dụ, сегодня я купил в киоске интересный журнал. Hôm nay tôi mua ở trong ki một cái quyển tạp chí rất là thú vị вчера в киоске, còn ngày hôm qua thì ở trong kiosk не было этого журнала. Ngày hôm qua thì còn chưa có cái quyển tạp chí này, đúng không ạ? Hôm nay tôi mua được, ngày hôm qua nó chưa có, đúng không ạ? Có vậy thôi, đúng không ạ? Thế vậy thì tương tự như vậy. Сегодня весь день был сильный дождь. Cả ngày hôm nay thì có một cơn mưa rất lớn. А вчера не дождя. Thế còn ngày hôm qua thì không có mưa chúng ta có thể thêm cả đầy đủ đầy đủ nghĩa bừa never thế còn ngày hôm qua thì không có cơn mưa lớn đúng không ạ quan trọng nhất là gì nào là người ta bắt chúng ta chuyển cái bư này thành nghĩa bừa cứ bư thành nghĩa bừa nếu mà yes thì nói thành yes à nếu mà còn nói bu thì nói thành nghĩa bu điệt thì là thành nghĩa bu điệt có vậy thôi đúng không ạ thế và phải chuyển cái tập hợp từ này thành sang cách hai đó nhé bây giờ chúng ta sẽ làm ví dụ thứ hai về temga du mai ra chili li à trong năm nay thì gia đình tôi mua mua cái gì nào nhớ nào căng đầu gia đình nhớ nào gia ni dom gia ni dom à tập hợp này có nghĩa là gì tất cả những từ đều quen thuộc nhưng mà chúng ta phải đoán được nó dom là ngôi nhà Gorod là thành phố và Zagorod là ở ngoại ô Zagreb ở ngoài thành phố. Vậy thì trong năm nay gia đình tôi bố mẹ tôi mua cái nhà ở ngoại ô. Oh, a đủ. Còn ở năm ngoái, còn ở năm ngoái, Unas, Unas, a cái là Unas, có nghĩa chúng tôi đúng không? Unas, Niebula, Garađ Nervdomika, doma. Unas, Niebula, Garađ Nervdoma. À, năm ngoái thì chúng tôi chưa có cái nhà ngoại ô này, đúng không ạ? Đó, nhà ngoại ô này chuyển sang cái hay là gì nào? Nhé bừa là Giá gà rất nơ Có vậy thôi Câu 3 nào Viết Buổi tối Khi chi à Ở trong dạp chiếu phim À, cái tập hợp này chúng ta chỉ cần đọc một lần Và chúng ta để quên nó đi nhé Viết chưa à cái quan trọng chúng ta phải nhớ này Bú thì sẽ thành nhé đúng không ạ? Nó Amerikanski film thì sẽ phải chuyển, sang cách hai vậy thì chúng ta sẽ nói vía chirum kino theatre buổi tối ở trong một dạp chiếu phim sẽ có bộ phim mỹ mới Avchera thì còn ngày hôm qua Avchera kino theatre trong ngày hôm qua thì ở trong dạp chiếu phim nhé chưa có nhé là chưa có nó vơ film mà đó chuyển nó sang cách hai như điện nhỉ? vào ngày thứ hai club ở trong câu lạc bộ budget à chúng ta nhớ nhé budget nếu budget thì chúng ta phải chuyển sang bên này là nhé budget đúng không ạ à, vào ngày thứ hai ở câu lạc bộ budget sẽ có интересная лекция sẽ có một cuộc một bài giảng rất hay ở trong câu lạc bộ sẽ có một bài giảng rất hay of воскресенье à coi như là ngày ngày sau đúng không ạ à, воскресенье là ngày hôm trước воскресенье v клубе, в клубе не было интересной лекции. А в воскресенье в клубе не было интересной лекции. Đó. Các em phải theo dõi nhé. Cố gắng theo dõi và nhớ nhé. Câu năm của chúng ta nào. Сейчас у моей подруги. Bây giờ, uh, bạn gái <laughs> tôi. Есть маленькая симпатичная sabaka. Có một con chó nhỏ và rất dễ thương. Сейчас у моей подруги. Yes, маленькая, симпатичная padruga. A ranche. Thế còn trước đây? À, A là trước đây. A ranche. моей подруги. À, trước đây người bạn gái tôi không có. Yes, à, nếu mà trước đây phải là gì? Niebler. Niebler, đúng không Nếu mà nói ranche phải nói là niebler. Маленькой симпатичной собаки. Đó, маленькой симпатичной собаки не было. Đó. À như vậy là trước đây thì bạn gái tôi không có cái con chó nhỏ xinh xắn đó. Câu 6. У моего друга есть отличная машина. À người bạn của tôi, у моего друга là người bạn của tôi có một cái ô tô rất là rất là tốt. Отличный là rất là tốt. аранше, аранше у него а раньше у него đây là вдруг thì thành у đúng không ạ chúng ta nói thế gian ngắn gọn à раньше у не было nếu mà gọi trước đây thì là không có не было отличной машины à trước đây thì bạn tôi không có ô tô tốt đúng không ạ vân vân câu 7, câu 8, câu 9, các em tự làm nhé à tiếp theo Abrazis về tôm đồm nhé bố dịch product to ở trong ngôi nhà này thì sẽ có một cái cửa hàng thực phẩm В этом доме, а чем у меня она будет? Продуктовый магазин, все кому кран ты фан. Нет, в этом доме не будет продуктового магазина. À, câu, đây là câu hỏi thì chúng ta sẽ phải dịch là gì nào Ở trong ngôi nhà này thì sẽ có cửa hàng thực phẩm phải không Không Với tâm đồ mình như bởi là Như bù đệt product Ở trong ngôi nhà này thì sẽ không có cửa hàng thực phẩm đâu Đó, chúng ta nói như vậy đúng không ạ Hay chúng ta làm thử bài một nào Này, tâm mình sẽ bù đệt nô với bán suy À ở uh, tại cái chỗ này thì sẽ có một nhà máy lớn đúng không? À chúng ta trả lời nhé Na этом месте будет là Не будет нового Bản số với Sẽ không có nhà máy to đâu Nhà máy lớn đâu Zatra в кинотеатре будет американский фильм Ngày mai ở giáp chiếu phim sẽ có phim Mỹ chứ À chúng ta sẽ nói Нет, завтра в кинотеатре не будет американского фильма à, chúng ta chỉ cần nhắc lại trả lời nhé từ đầu Suboto budget autobus này excursia vào ngày thứ bảy thì sẽ cuộc tham quan bằng ô tô bằng ô tô biết chứ nhé Suboto nhé budget autobus này à vào ngày thứ bảy thì sẽ không có cuộc tham quan bằng ô tô biết đâu đó câu trả lời như vậy vậy thì các em cứ làm hết câu 4, câu 5, câu 6 nhá tôi chỉ dịch giúp các em là studentskaya sabra nhé có nghĩa là cuộc Uh, họp của sinh viên. Sportschips này đài đài, là chương trình truyền hình thể thao. Uh, MGU là chúng ta biết rồi này, trường đạo tổng hợp này, Moscow này. Uh, và matematicheskaya olimpiada là cuộc thi Olympic toán học. Matematicheskaya olimpiada Olympic toán học. Malajosnevstvani là một cuộc gặp mặt của sinh viên. Vremya có nghĩa là uh, thời gian rỗi. Rabota là bài làm kiểm tra cantonerababota là bài bài kiểm tra chúng ta gọi là bài kiểm tra thế vậy thì vừa rồi là thầy giáo đã giúp các em đi qua một thêm một ý nghĩa của cách hai đó là thiếu vắng cái gì đó sang bài ngày hôm sau thì chúng ta sẽ học thêm một ý nghĩa cách hai nữa là chỉ Mr. địa điểm chỉ địa điểm Mr. à chúng ta sẽ xem nó là cái địa điểm gì nhé đó à, muốn vậy thì chúng ta cố gắng học thật tốt bài này để chúng ta sẽ sang bài tập à bài học ngày hôm sau Hãy chờ đợi nhé Cảm ơn các em và chúc các em học tốt Bài học của chúng ta xin tạm dừng tại đây Các em đừng quên bấm đăng ký kênh Và bật chuông để nhận bài thường xuyên Bấm like, viết bình luận bên dưới Và nhớ chia sẻ bài để cho kênh được phát triển hơn nữa Chúc các em học tốt, có cuộc sống bình yên Luôn thành công và toại nguyện mọi ước mơ của mình